Cô xin chào các bạn học sinh khối 12 của trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong. Rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay trong tiết học ngữ văn lớp 12. Ở những tiết học trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu các văn bản của trong chương trình học kỳ 1 của lớp 12. Có thể điểm qua đó là Áng văn chính luận mẫu mực của thời đại mới, tác giả Hồ Chí Minh, bài thơ Tây Tiến của tác giả Quang Dũng, bài thơ Việt Bắc của tác giả Tố Hữu, Trường cờ đất nước trích trong Trường ca mặt đường khát vọng của tác giả Nguyễn Khoa Điềm, thi phẩm Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Đó là những tác phẩm mà chúng ta cũng đã tìm hiểu rất là kỹ. Bên cạnh việc tìm hiểu các tác phẩm, cô cũng đã mang đến cho các bạn một tiết tập làm văn, đó là tiết cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ. Như các em đã biết, vấn đề cuối cùng để đánh giá đối với việc học môn văn đó là gì? Đó là chúng ta sẽ viết ra. Và viết như thế nào? Thể hiện nó trên bài kiểm tra, bài thi ra sao? Thực là cả quá trình rèn luyện. Thì để bắt đầu bài học hôm nay, cô sẽ nói lại một chút về bố cục của một đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Là gồm có mấy phần các em nhỉ? Chắc chắn là các em cũng đã được tiếp cận với dạng đề này. Đó là gồm 3 phần. Phần thứ nhất, đó là phần đọc hiểu. Phần đọc hiểu này, người ta sẽ đưa ra một văn bản. Văn bản này có thể là thơ, có thể là truyện, có thể là bài báo. Và từ văn bản đấy, người ta sẽ đưa ra các câu hỏi. Ở phần đọc hiểu này thì như năm vừa rồi chúng ta là 2 điểm cho 4 câu hỏi. Phần 2 được tách ra làm 2 phần nhỏ. Thứ nhất là viết câu nghị luận xã hội. Xin lỗi, phần đọc hiểu là 3 điểm, còn câu nghị luận xã hội này là 2 điểm. Và cuối cùng là câu nghị luận văn học 5 điểm. Thì ở tiết nghị luận về cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, cô đã hướng dẫn rất là kỹ cách làm nghị luận về một đoạn thơ, làm sao để có thể viết được và có điểm tốt. Sắp tới đây cô sẽ hướng dẫn cách làm nghị luận về một đoạn truyện. Còn ở tiết học ngày hôm nay, mời các em mở vở ghi ra. Tiết học ngày hôm nay đó là chuyên đề những dạng câu hỏi thường gặp trong đề đọc hiểu văn bản. Các em ghi tựa đề bài mới. Những dạng câu hỏi thường gặp trong đề đọc hiểu văn bản. Đối với một đề đọc hiểu văn bản thì thường người ta chỉ đưa ra khoảng 4 câu hỏi. Tuy nhiên, có rất nhiều dạng câu hỏi. Và việc làm quen với những dạng câu hỏi này, hình thành được cách trả lời làm sao tốt nhất là một thao tác vô cùng quan trọng. Trong quá trình chấm bài, cô nhận thấy rất nhiều bạn học sinh để lỡ mất điểm của phần đọc hiểu văn bản này. Đây là phần tạo cơ hội cho các em có được điểm tốt nhất. Thế nhân vì 1. Kiến thức không chắc, 2. Trình bày ẩu cầu thả, 3. Đọc đề ẩu tả mà các em thường làm mất điểm ở phần này. Vì vậy, cô hy vọng qua tiết học ngày hôm nay, các em sẽ hình thành được kiến thức thật chắc của phần đọc hiểu văn bản, kỹ năng làm phần đọc hiểu văn bản tốt nhất. Nếu như sau tiết học này có vấn đề gì vẫn còn thắc mắc, hãy liên lạc với giáo viên bộ môn. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các em để các em có phần kiến thức thật chắc phần này. Mời các em bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Ghi bài thật cẩn thận nhé. Đây sẽ là hành trang
để các em ôn thi luôn. Và khi quay trở lại học trực tiếp, chúng ta sẽ tiến hành làm đề, chứ không còn nhắc lại phần kiến thức này nữa. Vậy thì một số lưu ý khi làm bài. Một là vấn đề đọc. Đây, mời các em. Có một điểm như thế này này. Thường thường khi mà đưa ra cho các em một cái đề, chắc chắn lớp 11 các em cũng làm dạng đề đọc hiểu này rồi. Thì các em thường có thói quen đọc từ trên xuống, đọc đề, đọc đoạn, rồi đọc câu hỏi. Đúng không? Đúng không? Các em có đồng ý với cô không? Là cái thói quen của các em là cứ đọc cái nhan đề của cái bài đấy, xong rồi đọc cái văn bản đấy, sau rồi mới đọc câu hỏi. Vậy các em nhìn vào dấu chấm thứ nhất trên màn hình của cô, xem có gì khác cái quy trình mà các em đã thực hiện từ trước đến nay không? Mời các em đọc thử coi nào. Các em đọc thử xem có gì khác không nhỉ? Rồi, như vậy là cái quy trình cô đưa ra rõ ràng và khác. Tức là cô yêu cầu các em đọc cái gì trước? Đọc nhan đề này, như bình thường này. Rồi sau đọc cái nguồn của cái văn bản đó, tức là trích từ đâu, trích từ văn bản nào, từ tác phẩm nào, từ tờ báo nào. Rồi sau đó đọc cái gì? Đọc câu hỏi. Đấy, cô yêu cầu đọc câu hỏi đã, rồi mới đọc nội dung văn bản. Đấy, các em có thắc mắc tại sao không? Các em có thắc mắc tại sao? Thế thường thường cái này nhá, các em có công nhận với cô một điều là khi các em đọc nội dung xong, các em đọc câu hỏi, thì khi mà các em đọc câu hỏi xong, các em vẫn bắt buộc phải quay lại tìm nội dung không? Đọc nội dung lại để tìm câu trả lời không? Đúng không? Thế thì bây giờ cô đưa ra gợi ý là gì? Đọc câu hỏi trước, tức là hình thành trong đầu câu 1 hỏi gì, câu 2 hỏi gì, câu 3 hỏi gì, câu 4 hỏi gì. Sau đó đã hình thành được ý niệm đấy, thì quay trở lại đọc văn, mới lúc đó mới đọc nội dung văn bản, thì chúng ta sẽ xác định được điểm cần trả lời ở đâu luôn. Như vậy vừa đỡ tốn thời gian rất là nhiều. Đọc câu hỏi trước, ví dụ câu 1 hỏi là phương thức biểu đạt, câu 2 hỏi là nội dung của văn bản, câu 3 em rút ra bài học gì, cô lấy ví dụ thế. Vậy thì mình định hình được những cái câu hỏi cần phải trả lời, quay trở lại đọc, lúc đó mới bắt đầu đọc nội dung. Và khi đấy thì chúng mình sẽ định hình được là chúng ta cần bám vào chỗ nào, rút ra chỗ nào để trả lời. Đó là cái gợi ý thứ nhất của cô. Đồng ý không nào? Đồng ý không? Một cái kinh nghiệm chia sẻ với các em như vậy nhá. Rồi, cái thứ hai, trong cái vấn đề đọc, cô có một cái điều nhắc các em, đó là gạch chân những ý có sẵn trong văn bản. Thao tác này thường thường học trò bỏ qua, rất phí. Cái việc mà gạch những ý chính ở trong văn bản đó, nó sẽ giúp cho em hình thành được hệ thống ý rất là tốt, để giúp cho em trả lời các câu hỏi. Đấy. Vậy các em hãy nhìn thật kỹ hai cái bước mà cô hướng dẫn để đọc cái văn bản làm sao thật tốt nhất, phục vụ cho quá trình làm bài. Đó. Tiếp tục nhé. Rồi, cô vẫn giới thiệu một số lưu ý khi làm bài, đó là cách trình bày. Đấy. Thế bây giờ tại sao phải dạy kỹ như thế này? Vì học trò để mất điểm nhiều phí quá. Lưu ý đầu tiên trong quá trình trình bày là chúng mình phải trình bày đúng thứ tự câu hỏi. 1, 2, 3, 4 thì cứ đi câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Ê, câu nào mà chưa biết thì sao? Thì chưa dòng ra, từ 5 đến 7 dòng. Đấy, để khi mà làm xong mấy câu kia đấy, mình quay trở lại đọc kỹ, mình biết câu trả lời mình điền vào. Thậm chí nè, ngay cả câu mà các em đã làm xong rồi, các em cũng nên chừa cho cô 1 đến 2 dòng. Để lỡ mà lúc sau á, mình có muốn bổ sung cái gì á, mình vẫn có chỗ để mà bổ sung. Tránh trường hợp
nhiều bạn bổ sung mãi đến cuối qua trang 2, trang 3, trang 4 mới biết là bổ sung câu một phần đọc hiểu sẽ làm mất đi cái cảm tình của người chấm đối với bài làm của mình. Thế tại sao chúng mình phải trình bày đúng thứ tự câu hỏi? Đấy cũng là một cái thao tác gây thiệt cảm đối với người chấm. Nên nhìn vào bài của mình nó khoa học, nó logic, rõ ràng, rành mạch. Câu 1 là trả lời, câu 2 trả lời là, câu 3 trả lời là, câu 4 trả lời là. Nhắc lại, câu nào không biết trả lời thì làm sao? Chừa ra, lúc sau chúng ta sẽ trả lời. Rồi, cái dấu chấm thứ 3 trên màn hình các em liền nào. Câu hỏi, người ta hỏi là gì? Có chứa từ mở kép chính đúng không? Kép chính là gì? Thường là chính là chỉ có một đáp án thôi. Thì không được phép trả lời dư. Một, trả lời dư cũng không có điểm. Để mình có điểm hơn. Hai, trả lời dư mất thời gian. Đấy. Ví dụ gọi là phương thức biểu đạt chính của văn bản trên thì rõ ràng đáp án chỉ có một mà thôi. Hoặc người ta hỏi là gì? Phương thức biểu đạt chủ yếu của văn bản trên cũng nên chỉ được một đáp án. Khi nào người ta hỏi là những phương thức biểu đạt hay là các phương thức biểu đạt thì lúc đấy chúng mình mới đưa ra nhiều đáp án. Đó. Rồi đấy. Và cái gợi ý thứ tư trong quá trình trình bày đó là chúng mình không được phép trả lời trống không. Câu này có nghĩa là gì? Cô lấy ví dụ, anh chị hiểu như thế nào về vấn đề gì đấy? Vậy thì mình câu trả lời của mình sẽ là gì? Tôi hiểu vấn đề đấy như thế này, hai chấm. Như sau, hai chấm. Hoặc là anh chị có đồng tình với quan điểm hay không thì phải trả lời tôi đồng tình hoặc tôi không đồng tình vì. Chứ có nhiều bạn trả lời câu 4 hai chấm, đồng tình. Thế rồi. Thế làm sao mà gây được thiện cảm với người chấm? Trả lời phải có chủ ngữ, có sự dẫn dắt nha. Nhớ chưa các bạn? Vậy nhắc lại các bạn nè. Nãy giờ chúng mình đi một số lưu ý khi làm bài đúng không? Mục 1 là gì? Là cô hướng dẫn các bạn cách đọc. Đúng chưa? Đó. Đọc cái gì? Đọc thật cẩn thận. Thứ tự đọc như thế nào? Đọc từ nhan đề, đọc nguồn, đọc câu hỏi, sau quay trở lại đọc nội dung. Gạch dưới những ý chính. Rồi. Còn trình bày như thế nào? Trình bày đúng thứ tự câu hỏi. Câu chưa biết thì chừa dòng. Câu đã làm xong rồi vẫn chừa lên một ít dòng để mà bổ sung khi cần thiết. Câu nào mà hỏi chính, hỏi chủ yếu thì không được trả lời dư. Không được trả lời chấm không. Phải có chủ ngữ, phải có cách dẫn dắt vào bài. Đấy. Chúng ta đến phần tiếp theo. Các dạng câu hỏi mà chúng ta thường gặp, nội dung chính này. Dạng câu hỏi số 1 là nhận diện các phong cách ngôn ngữ. Có 6 phong cách ngôn ngữ. Phong cách ngôn ngữ khoa học, phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, phong cách ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ chính luận. Những phong cách ngôn ngữ này chúng ta đều đã được học. Đặc trưng của các phong cách ngôn ngữ này làm sao để nhận biết các phong cách ngôn ngữ này. Đấy. Nào, các em thử nhớ lại xem nào. Xem là các phong cách ngôn ngữ này chúng ta nhận diện nó như thế nào. Các em thử định hình thôi. Trong trường hợp nào là phong cách ngôn ngữ khoa học tương tự với các phong cách ngôn ngữ khác.
tương tự. Rồi các em thử trả lời cho cô coi nào. Đầu tiên là phong cách ngôn ngữ khoa học thì là cái ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học. Tiêu biểu chính là các văn bản khoa học. Có văn bản khoa học chuyên sâu, văn bản khoa học và giáo khoa, văn bản khoa học phổ cập. Đấy. Rồi. Phong cách ngôn ngữ tiếp theo là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, chính là lời ăn tiếng nói hàng ngày mà để chúng mình trao đổi thông tin, ý nghĩa, tình cảm, ví dụ như nhật ký đấy, thư từ, trò chuyện trên mạng, tin nhắn điện thoại. Đấy. Đấy là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Tiếp tục. Phong cách ngôn ngữ hành chính là văn bản được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực hành chính. Đó là giao tiếp giữa nhà nước với nhân dân, giữa nhân dân với cơ quan nhà nước, giữa cơ quan với cơ quan, giữa nước này với các nước khác. Thường thường cái văn bản hành chính các em thì thường có khuôn mẫu nhất định. Đấy. Phong cách ngôn ngữ chính luận là phong cách được dùng trong lĩnh vực chính trị. Đó. Phong cách ngôn ngữ báo chí. Phong cách ngôn ngữ báo chí. Quá dễ cái phong cách này, thường thường là cái phong cách dễ nhất luôn đó các em. Các em thường thường là làm trả lời câu này rất là dễ. Là ngôn ngữ dùng để phong để thông báo tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Nó có thể là bản tin, phóng sự, tiểu phẩm. Và cuối cùng là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, là chủ yếu được dùng trong các tác phẩm văn chương. Đấy. Như vậy đó có 6 phong cách ngôn ngữ. À, chúng mình hình thành được chưa nào? Chúng mình hình thành được chưa? Rồi, phải nhớ nhá. Phong cách ngôn ngữ khoa học, phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ chính luận, phong cách ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Đấy. Đây cô có thể gợi ý thêm nè. Cái phong cách ngôn ngữ báo chí thì thường có cái chút nguồn từ một cái tờ báo cụ thể. Thanh niên hay là VN Express gì đấy. Phong ngôn ngữ nghệ thuật thì thường nó liên quan đến một cái tác phẩm luôn. Nha. Thì cô gợi ý như vậy cho các em nhớ. Đó là dạng câu hỏi số 1. Dạng câu hỏi số 2 là các phương thức biểu đạt. Cũng có 6 phương thức biểu đạt. Ở cái chỗ này các em người ta thường sẽ hỏi phương thức biểu đạt chính hoặc phương thức biểu đạt chủ yếu nha các em. Các em nhớ là cái phong cách ngôn ngữ ở cái dạng câu hỏi số 1 đó, đáp án nó chỉ có 1 thôi. Chắc chắn lúc nào phong cách ngôn ngữ chỉ có 1. Chú ý cho cô nha. Nhưng ở cái chỗ này nè, các em phải đọc kỹ câu hỏi là những phương thức biểu đạt hay các phương thức biểu đạt thì là nhiều đáp án từ 2 trở lên. Nhưng phương thức biểu đạt chính hay phương thức biểu đạt chủ yếu thì chỉ có 1 đáp án thôi. Chúng ta có 6 phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, thuyết minh, nghị luận, biểu cảm và hành chính công vụ. Đấy. Thế thì các em nhớ được gì về cái cách nhận diện của những phương thức biểu đạt này? Thường thường cô thấy nhá, cô rút ra một cái kinh nghiệm nhá. Phương thức biểu đạt mà hay dùng là thứ nhất là nghị luận, thứ hai là biểu cảm. Thường thường nghị luận, biểu cảm, có thể có thêm tự sự, miêu tả. Mà cái kia, hai cái kia thì cô thấy ít dùng hơn nha. Nghị luận là thiên về cái ý kiến bày tỏ quan điểm, biểu cảm thiên về cảm xúc,
Tự sự thì thiên về kể. Đấy, cô gợi ý cho các em như vậy. Đấy là dạng câu hỏi số 2. Dạng câu hỏi số 3, các thao tác lập luận. Có 6 thao tác lập luận chính. Thật ra nói về thao tác lập luận thì rất là nhiều, nhưng mà ở đây cô liệt kê 6 cái thao tác lập luận hay sử dụng: giải thích, so sánh, bình luận, bác bỏ, chứng minh, phân tích. Những cái thao tác này thì không, cô chỉ nêu tên chứ cô không nhắc lại, bởi vì những thao tác này đã được dạy rất là kỹ ở những lớp trước. Em ghi bài cẩn thận. Khi mà vào bài tập cụ thể, chúng ta sẽ có cái thực hành, cái này dễ hơn một chút. Các thao tác lập luận có 6 thao tác lập luận: giải thích, so sánh, bình luận, bác bỏ, chứng minh, phân tích. Dạng câu hỏi số 4, quen đó các em ha, các biện pháp tu từ. Ở đây cô cũng chỉ liệt kê ra những cái biện pháp tu từ hay sử dụng. So sánh quá rõ. So sánh về có mấy vế? 2 vế. Thường xuất hiện từ gì? Như là, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa. Nhân hóa. Liệt kê cái chỗ điểm này, các em chú ý này. Cái chỗ này này, điểm này, chúng ta có phải chỉ rõ nè, điệp từ hay điệp ngữ hay điệp cấu trúc. Thông thường học trò khi làm những câu này thường chỉ ghi mỗi phép điểm, thì thường thường nếu mà chấm đáp án mà khó là không có điểm nha các em nha. Tức là sao các em? Là các em phải ghi rõ đó là điệp từ hay là điệp ngữ hay là điệp cấu trúc. Rồi chúng ta có biện pháp nói giảm, thập xưng, câu hỏi tu từ, đảo ngữ và phép đối. Ở chỗ này cô muốn nói các em một điều thế này này. Người ta hỏi của em là chỉ ra cái biện pháp nghệ thuật, biện pháp tu từ. Thế thì cái cách mà có điểm tuyệt đối ở câu này đó là gì? Anh nói ra được so sánh thì anh phải chỉ so sánh ở chỗ nào. Anh nói ra được thập xưng, anh phải chỉ ra được thập xưng chỗ nào. Cái lỗi mà học trò hay mắc phải chỗ này là gì? Nói ra mỗi cái phép tu từ là so sánh, biện pháp tu từ được sử dụng là so, hai chấm so sánh hết. Cụt quá. Phải trả lời rõ so sánh chỗ nào, điệp từ chỗ nào, điệp ngữ chỗ nào, điệp cấu trúc chỗ nào. Đấy mới là một câu trả lời hoàn chỉnh. Và thường thường mà khi đi kèm với cái câu các biện pháp tu từ này, các em người ta sẽ hỏi tác dụng của biện pháp tu từ đấy. Thế thì cô cũng đưa ra một cái mẹo, một cái công thức. Bởi vì thường thường khi mà trả lời đến cái câu mà tác dụng của biện pháp tu từ á, học trò bế tắc đó. Tức là học trò không có một cái cách làm sao để thuyết phục. Thì cô gợi ý cho các em là khi mà trả lời cái biện tác dụng của biện pháp tu từ thì chúng ta sẽ nêu hai ý. Một, cái biện pháp tu từ mà chúng ta đã phát hiện là gì đấy, chấm chấm, biện pháp tu từ gì đấy đã làm tăng lên cái sức gợi, gợi hình hay gợi tả như thế nào đấy, biểu đạt, tăng thêm cái sức biểu đạt cho cái câu thơ, cái câu văn đó. Em điền vào cái mẫu đấy. Cô lấy ví dụ biện pháp tu từ, biện pháp tu từ liệt kê đã làm tăng lên giá trị biểu đạt cho cái câu thơ đấy. Và cái gạch đầu dòng số 2 trong cái ý là trả lời về, trả lời về cái tác dụng của biện pháp tu từ đó là gì. Em nhấn mạnh lại nội dung của cái câu chứa biện pháp tu từ. Vậy cô nhắc lại nha, nếu hỏi tác dụng của biện pháp tu từ, hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đấy, thì chúng mình sẽ trả lời hai ý. Ý số 1, chúng ta sẽ khẳng định là cái biện pháp tu từ mà chúng ta đã phát hiện đấy đã làm tăng giá trị biểu đạt cho cái câu thơ, câu văn. Đó là ý số 1. Ý số 2 là chúng ta sẽ một lần nữa nhấn mạnh lại cái nội dung của cái câu chứa biện pháp tu từ đấy. Thì đó là hai ý nha. Ở dạng câu hỏi số 4 thì thường thường người ta hỏi phát hiện biện pháp tu từ, người ta sẽ hỏi kèm tác dụng nha. Đấy, cô trình bày cho các em nè. Đấy, cô ghi rõ ra cho các em để các em lỡ nói là các em ghi không, nghe không kịp. Các em nghe không kịp xong rồi các em viết không có cẩn thận. Đây, hôm nay cô trình bày rõ cho các em luôn. Đấy. Biện pháp được sử dụng trong văn bản là
Đấy, thấy không? Phải nêu được dẫn chứng nha, phải nêu được dẫn chứng. Rồi. Hiệu quả nghệ thuật, biện pháp tu từ này đã làm cho lời thơ hay lời văn hay lời diễn đạt trở nên sinh động, gợi hình gợi cảm, hấp dẫn, ấn tượng, thú vị, dễ hiểu, có hồn, cụ thể, nhấn mạnh vào, đồng thời thể hiện cái ý gì đấy của tác giả. Lựa chọn từ ngữ phù hợp với các em nha. Cô ghi rất là kỹ rồi nha, cứ làm bài bám vào đấy nha. Nhiều bạn đó, cô dạy kỹ vậy rồi xong rồi cái không để ý đâu, đấy lúc làm bài cũng Trung Quốc à. Ta để ý tiếp theo. Dạng câu hỏi số 5 là phân biệt các thể thơ. Chúng ta dạy cái này thì dễ đúng không em? Các thể thơ đường luật thì có ngũ ngôn, thất ngôn, cứ là đếm số chữ, số tiếng đi. Đếm số tiếng và đếm số câu. Đếm số tiếng và đếm số câu. Các thể thơ dân tộc như lục bát, song thất, lục bát, hát nói. Các thể thơ hiện đại 5 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, hỗn hợp tự do, thơ, văn xuôi. Nói chung là cứ nhìn vào số tiếng của mỗi một dòng và văn bản có bao nhiêu dòng thì phát hiện ra được thể thơ nhá. Đấy. Ngũ ngôn là mấy chữ, thất ngôn là mấy chữ, lục bát, song thất, lục bát, hát nói các thể thơ hiện đại. Đấy, cái câu này, cái câu hỏi dạng câu hỏi số 5 này thì khá là dễ. Dạng câu hỏi số 6 là em sẽ xác định câu chủ đề. Đấy. Cái này là có hai, thường thường là nếu như mà là đoạn văn trình bày theo cách diễn dịch thì câu chủ đề nằm ở đâu? Nếu mà đoạn văn trình bày theo cách quy nạp thì câu chủ đề nằm ở cuối. Cái này chắc chắn là bạn em đã nắm rất là kỹ rồi. Chắc chắn là. Rồi, tiếp tục. Dạng câu hỏi số 7. Em hãy xác định nội dung của văn bản. Thường thường khi mà các em làm đến cái câu này, các em hay bị sót ý. Thật đọc không kỹ văn bản, xong rồi cái trả lời cái nội dung đấy không có bao quát toàn bộ văn bản. Vậy là muốn xác định nội dung của văn bản, học sinh cần 1. Căn cứ vào tiêu đề của văn bản. 2. Căn cứ vào những hình ảnh đặc sắc. 3. Căn cứ vào câu văn, câu thơ được nhắc đến nhiều lần. Làm ơn nhớ chỗ này cho cô nha. Trời ơi, học trò cứ trả lời câu này, sao cứ trả lời thiếu à? Phí điểm quá. Không được điểm trọn vẹn thế nào. Nhìn vào cái tiêu đề để biết là, bởi vì cái tiêu đề thường là cái bao quát toàn bộ nội dung văn bản. Rồi trong văn bản nào hình ảnh đặc sắc thì hình ảnh đấy sẽ chứa đựng nội dung. Rồi nếu như mà có câu nào mà nó được nhắc lại nhiều lần thì chứng tỏ câu đấy là có giá trị vô cùng. Bám vào cái ý đấy để phải xác định nội dung. Chú ý nha. Đó là dạng câu hỏi số 7. Dạng câu hỏi số 8. Anh chị rút ra bài học gì sâu sắc nhất hoặc một thông điệp nào có ý nghĩa? Học sinh cần học muốn rút ra được bài học thông điệp thì bắt buộc anh chị phải hiểu được cái văn bản cái tác giả nói gì, đúng không? Anh muốn rút ra được thì anh bài học thì anh phải hiểu được cái văn bản nói cái gì, và từ đấy học sinh nên rút ra một hoặc nhiều hơn bài học thông điệp có tầm khái quát hơn là những thông điệp nhỏ tồn một. Thật ra cái câu số 8 này các em muốn được điểm tốt là khi mà các em rút ra được bài học, các em nên nói một chút là vì sao em rút ra cái thông điệp đấy hoặc rút ra cái bài học đấy, thì cái câu trả lời của em nó trọn vẹn hơn. Đấy. Đây là cái mẫu trình bày. Thông điệp sâu sắc nhất mà tôi rút ra được sau khi đọc văn bản là chúng ta cần hay là nên hay phải hay đừng. Cái này là các em chọn một trong những ý này tùy thuộc vào văn bản. Đây là thông điệp có ý nghĩa nhất với tôi vì nó giúp tôi nhận ra rằng, giúp tôi hiểu rằng cái gì đấy. Thiết nghĩ thông điệp này không chỉ có ý nghĩa với riêng tôi mà còn hữu ích với nhiều người. Thấy công thức cô đưa ra chưa? Nó rất là rõ ràng. Cứ trình bày được những ý này, cô chắc chắn các em có điểm trọn vẹn ở cái câu mà người ta hỏi về bài học hay là thông điệp. Nào, ghi thật cẩn thận nha. Rồi, ghi thật cẩn thận nha. Đó là dạng câu hỏi số 8. Dạng câu hỏi số 9. Anh chị suy nghĩ thế nào hoặc hiểu như thế nào về một cái vấn đề nào đấy mà người ta rút ra qua văn bản? Thì theo tôi, văn bản này có ý nghĩa như sau. Hoặc là cái câu nói đấy hoặc là cái ý kiến đấy có ý nghĩa như sau. Điều này là đúng hay sai thì tùy
quan điểm các em, tôi em tán thành hay không tán thành thì em đưa ra quan điểm. Đó là dạng câu hỏi số 9. Đấy. Dạng câu hỏi số 10. Tại sao tác giả lại nói cái gì đấy? Đây là dạng câu hỏi khó nhất trong đề đọc hiểu. Hãy xem kỹ lại văn bản rồi lý giải. Nếu câu có nhiều vế thì lý giải từng vế. Nếu câu có một vế thì chọn những từ khóa để lý giải, rồi rút ra ý nghĩa cả câu nói. Câu này á thì nên viết dài hơn những câu khác, vì câu này thường có điểm nhiều hơn các câu kia. Và câu này gợi ý là nên trả lời nhiều ý một chút để có cơ hội trùng với đáp án nhiều hơn. Đấy. Đấy, các em chú ý thật kỹ, ghi thật kỹ vào. Đấy, chú ý, đấy là dạng câu hỏi số 10. Cái cách trả lời câu hỏi số 10 như sau. Đấy. Mỗi những cái câu khó, những cái câu mà phức tạp một tí là thường cô hướng dẫn cụ thể cách trả lời, trình chiếu lên cho các em ghi bài cho kỹ luôn. Đó là câu hỏi số 10. Thì hôm nay cô đưa ra cái bài là hướng dẫn đến những cái cách mà làm bài đọc hiểu văn bản. Ngoài hướng dẫn cách đọc, cách trình bày, thì cô đưa ra 10 dạng câu hỏi. Ở 10 dạng câu hỏi này cô thường hướng dẫn luôn cách trả lời. Cô hy vọng các em đã ghi bài thật cẩn thận. Và tất nhiên để làm tốt được phần này, chúng ta cần có một quá trình luyện tập rất là kỹ. Thế thì bây giờ cô đưa bài tập về nhà cho các em. Cô đưa 2 bài đọc hiểu. Đề thứ nhất, một cái văn bản, văn bản đang trình chiếu. Sau đấy trả lời cho cô 4 câu hỏi. Nhớ bám sát vào cái phần cô hướng dẫn mà nha. Đó là cái đề số 1. Đề số 1. Trong quá trình viết thì các em có thể dừng lại cái bài giảng để ghi câu hỏi cho kịp. Đề số 2. Đây là đề số 2. Và đây là câu hỏi của đề số 2. Đấy. Em có thể dừng lại nhé. Các em dừng lại. Để mà ghi cho nó kỹ nhé. Rồi, thế thì cô có 2 bài tập về nhà như thế. Các em hãy ghi bài thật cẩn thận, sau làm bài tập gửi về cho giáo viên bộ môn của mình nhé. Thế trong cái bài hôm nay là một cái bài thật sự là nói thì dễ cũng là dễ, mà thật sự là khó đối với những người mà không tập trung học đấy. Còn bạn nào chỉ cần cố gắng thật nghe thật kỹ cái lời cô giảng, đọc thật kỹ cái phần cô cho ghi, thì cô tin là làm bài này sẽ rất là tốt và có cơ hội có điểm cao vô cùng. Cô nhắc lại đừng để phí điểm ở phần đọc hiểu. Đây là cơ hội cho các em lấy điểm tốt. Qua những cái gì hướng dẫn ngày hôm nay, cô mong các em đã hiểu bài và có được kỹ năng làm phần đọc hiểu tốt nhất. Thế thì ở tiết học tiếp theo, cô vẫn tiếp tục hướng dẫn đồng hành với các em về cái phần làm phần đọc hiểu. Tất nhiên có mở rộng ở một số đề khác nữa. Vậy thì tiết học ngày hôm nay cô kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em ở tiết học tiếp theo. Cô chào các em và cô chúc các em thật nhiều sức khỏe.